tiền trùng tu nhan sắc, hoa hậu Kỳ Duyên lại trở nên giống đến khó phân biệt với loạt mỹ nhân showbiz. Kỳ Duyên và những người đẹp này có những điểm giống nhau ngỡ ngàng đến mức ai cũng phải gật gù nhằm tưởng cặp chị em song sinh. Kỳ Duyên và Bảo Thy, thời gian gần đây không ít người hâm mộ chỉ ra quá nhiều điểm giống giữa hai nhan sắc tưởng là không liên quan gì đến nhau là Bảo Thy và Kỳ Duyên. Bảo Thy, nữ ca sĩ sinh năm 1988 và Kỳ Duyên, hoa hậu sinh năm 1996. Khoảng cách tuổi tác không là rào cản ngăn Bảo Thy và Kỳ Duyên giống nhau. Cũng chẳng cần so sánh quá nhiều, một vài bức ảnh, một vài góc chụp hay cách trang điểm thôi cũng khó lòng phân biệt được nhan sắc của hai người. Cùng chọn cách trang điểm tông cam đất, nhấn sắc vào đôi mắt với hàng mi cong vút và bờ môi căng mọng gợi cảm, nhìn Bảo Thy và Kỳ Duyên giống hệt như nhau. Góc mặt hơi nghiêng với bờ môi dày, sống mũi cao thon gọn, mắt hay hàng lông mày, cả cách hé môi hờ hững cũng không khác gì nhau. Điểm khác biệt duy nhất chắc là Kỳ Duyên trang điểm mặt trắng hơn hẳn so với Bảo Thy. Kỳ Duyên và Hà Lê Di, đôi bạn thân mới của showbiz Việt, Kỳ Duyên và Hà Lê Di, nếu để ý thì thấy thân nhau lắm, giống nhau nhiều. Từng đường nét trên khuôn mặt, từng chiếc cằm nhọn đến bờ môi sexy, lên đến sống mũi cao và hàng lông mày cắt tỉa gọn gàng đậm nét. Cho đến cả cách trang điểm càng ngày càng dữ dằn theo thời gian, dường như Hà Lê Di đang lấy Kỳ Duyên là hình mẫu nhan sắc cho mình. Cô gần như giống hệt Kỳ Duyên về gương mặt dài nhọn hoắt. Càng những bức ảnh mới đây lại thấy gương mặt của Hà Lê Di rất nhiều nét giống với Kỳ Duyên, đặc biệt là phần cằm dài. Kỳ Duyên và Lâm Á Hưng mới đây nhất trong một số khoảnh khắc. Nàng hậu sinh năm 1996 và hot girl sinh năm 1994 Lâm Á Hưng lại làm người hâm mộ lầm tưởng họ chính là cặp chị em song sinh mới của làng giải trí. Cũng chẳng cần so sánh quá nhiều, một vài bức ảnh, một vài góc chụp hay cách trang điểm thôi cũng khó lòng phân biệt được nhan sắc của hai người. Đều là những mỹ nhân theo đuổi phong cách gợi cảm nên không thấy lầm lạ khi từ cách ăn mặc, kiểu trang điểm cũng hao hao nhau. Từ đôi môi ánh mắt đến thần thái sang chảnh ngút ngàn của hai người đẹp càng khẳng định hơn đây là mối liên kết tình chị em. Quay ngược thời gian khi chưa chạy theo xu hướng cầm nhọn hoắt, Kỳ Duyên, Lâm Á Hưng đều cho thấy làn da trắng sáng rạng người không tì vết cùng nét mộc mạc vô cùng hút mắt. Chẳng cần trang điểm loè loẹt, cả hai người đẹp vẫn cho thấy sự giống nhau từ ánh mắt đến ánh cười.